sự truyền ánh sáng. Hải thắc mắc, bật đèn pin, ta thấy bóng đèn sáng, nhưng không nhìn thấy đường đi của ánh sáng. Vậy làm thế nào để biết được ánh sáng từ đèn phát ra đã đi theo đường nào đến mắt ta? Các em hãy nghĩ cách giúp Hải, giải đáp thắc mắc này. Một la mã, đường truyền của ánh sáng. Thí nghiệm, bố trí thí nghiệm như hình 2.1 trong sách giáo khoa dùng một ống rỗng để quan sát dây tóc bóng đèn khi đèn sáng hãy cho biết dùng ống cong hay thẳng sẽ nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng câu hỏi một ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong câu hỏi hai hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng không Đặt 3 tấm bìa đục lỗ theo hình 2.2 trong sách giáo khoa. Sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C. Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không. Kết luận: Đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường chấm chấm chấm. Định luật truyền thẳng của ánh sáng Kết luận trên cũng đúng cho các môi trường trong suốt và đồng tính khác như thủy tinh, nước. Vì thế ta có thể phát biểu thành định luật truyền thẳng của ánh sáng như sau. Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Xem chú thích hình 2.3 trong sách giáo khoa. Hai la mã, tia sáng và chùm sáng. Biểu diễn đường truyền của ánh sáng. Ta quy ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng. Trên hình 2.3, đoạn thẳng có hướng SM, biểu diễn một tia sáng đi từ đèn pin đến mắt ta. Dùng một miếng bìa có khoét một lỗ nhỏ để che tấm kính của đèn pin đã bật sáng. Trên màn trắng, ta thu được một vệt sáng hẹp gần như một đường thẳng. Theo hình 2.4 sách giáo khoa, vệt sáng đó cho ta hình ảnh về đường truyền của ánh sáng. Có ba loại chùm sáng. Trong thực tế, ta không thể nhìn thấy một tia sáng mà chỉ nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành. Một chùm sáng hẹp gồm nhiều tia sáng song song có thể coi là một tia sáng. Trên hình 2.5 vẽ ba loại chùm sáng thường gặp. Trên hình ta chỉ vẽ hai tia sáng ngoài cùng của mỗi chùm sáng. Câu hỏi 3. Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng là giao nhau. Không giao nhau hay loe rộng ra. Xem các hình A, B, C của hình chú thích 2.5 trong sách giáo khoa. 1. Chùm sáng song song, hình 2.5A, gồm các tia sáng chấm 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 trên đường truyền của chúng. 2. Chùm sáng hội tụ, hình 2.5B, gồm các tia sáng chấm 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 trên đường truyền của chúng. 3. Chùm sáng phân kỳ, hình 2.5C, gồm các tia sáng chấm 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 trên đường truyền của chúng. Ba la mã vận dụng. Câu hỏi 4. Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài. Câu hỏi 5. Cho ba cái kim, hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng, không được dùng thước thẳng hãy nói rõ ngắm như thế nào là được, và giải thích vì sao lại làm như thế. Định luật truyền thẳng của ánh sáng Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng. Có thể em chưa biết. Ánh sáng truyền đi trong không khí với vận tốc rất lớn, gần bằng 300.000 km một giây vì thế, mặc dù ta đứng rất xa một ngọn đèn điện, khi bật đèn, hầu như ngay lập tức ta nhìn thấy đèn sáng. Trong môi trường trong suốt nhưng không đồng tính, ánh sáng không truyền theo đường thẳng. Ví dụ, không khí trên sa mạc ở gần mặt đất thì nóng, lên cao thì lạnh. Mật độ không khí không đều, ánh sáng có thể truyền theo đường cong, do đó có thể gây ra hiện tượng ảo ảnh. Xem chú thích hình 2.6.